Xin chào cô bác chị các bạn. Trước tiên thì Sơn cũng xin kính chúc cô bác anh chị các bạn được thật nhiều niềm vui. Thì hôm nay Sơn đi thử thách bản thân Sơn thử coi ăn được nhiêu cháo. Đây có đây là có em gái bán cháo vịt rất là ngon. Mình đi ra đây. Cháu đi em ơi. Cháu em. Làm cho anh 7 tô cháu em. Dạ. Anh ăn mấy người? Mình ăn anh à? Mình ăn anh. Ừ. Chúa. Chúa gì chúa. Dạ. Cho anh 7 tô cháo với lại một dĩa gỏi đùi không đi cho anh. Dạ, lấy đùi không. Lấy đùi không. Dạ. Nhưng mà tại anh không có ăn gỏi giờ dạ. Đùi không. Dạ, lấy thịt đùi không. Dạ. Mình ăn. Mình ăn. Dạ. Kêu mình lên mình ăn cái kêu chúa. Thì xung quanh ở đây bán rất tùm lum đồ hết trơn. Thì ở gần cầu suối. Ở đây là ấp Định Phú Bơi, xã Long Thới, huyện Tiếu Cần, tỉnh Trà Vinh. Bán tùm đồ. Gỏi cuốn bánh cống đều có hết. Trên kia là cầu suối. Cô bác chị các bạn nào muốn ăn cháo vịt và gỏi cuốn bánh cống thì gần chân cầu suối có một chỗ bán rất là ngon. Nó chiều chiều bán rất là đắt. Đây. 4 cái đùi vịt quá đã. Đây, cái dĩa gỏi của mình. Chiều mát anh đi qua lại hoài thấy em bán đắt quá đó. Cô bán cháo vịt này bao tay là rất là sạch sẽ, chỗ này bán rất là ngon. Tô cháo vậy nhiêu tiền em? Dạ, một phần là 25.000. Một phần 25.000, giá ít thêm ơi, anh không ăn giá em ơi. Tại vì anh cử giá. Cái nấu bằng nồi điện luôn em. Dạ. Quá sạch sẽ luôn. Em bán từ mấy giờ tới mấy giờ em? Dạ, 12 giờ em. 12 giờ chưa dọn à? Dạ. Bán tới tối luôn em. Dạ. Một tô cháo đây. Bỏ đây cho anh đi em. Wow, khá thông đầy, bảy tôm cháo, bốn đùi vịt luôn. Đây em bán có một món này hả em? Dạ, có món vịt. Cái gì em? Bún măng vịt. Có bún măng vịt hả? Dạ. Biết nãy gọi hai món được rồi. Thôi vậy rõ rồi, chỉ sau lại ăn bún măng vịt. Nhìn tụi cháu rất hấp dẫn luôn. Cái dĩa nước mắm này nhỏ không em? Có dĩa mà bự không em? Dạ có. Để anh nhúng cái đùi vịt vô cái nó tràn uổng. Đây rồi. Em múc cái dư em ơi, anh kêu 7 tô em ơi. Em múc 8 tô luôn rồi. Thôi anh ăn 7 tô biết hết không? Thôi để hồi cái gì bỏ một chân. Quá sức.
vậy đó, chấm ăn nó ngon. Em đây là quán cháo vịt cuối đồng bằng hả? À à, Sơn cũng cảm ơn cô bác chị bạn dùng cháo với Sơn, cháo vịt. Cháo em gái nấu ăn đêm mà rất là ngon, thơm mà vừa ăn hết. Cho miếng hạt vô. Thấy cái tô này nhỏ nhưng mà cái lòng nó sâu, rất là nhiều quả cháo. Hồi nãy mình quên dắt chanh, cho miếng chanh vô cho nó chua mới ngon. Nước mắm gừng rất là ngon. Sống gốc hành.
Sức mồ hôi đánh dầu nóng đào miếng hầm phi lên. Hành phi trong này cũng có rồi, nhưng mà tại hai giờ mình bỏ uổng, mình cho vô thêm cho nó thơm. Tạm 7 cái đùi nữa cho nó đã. Đói rồi. Cháo có lòng thiệt không? Bà quá. Rồi, cảm ơn em. Ăn cháo này em. Dạ. Giờ chấm nữa. Còn cái đùi để làm gì? Làm luôn. Lăn mắm gừng ha.
dính găng, cạp cái vịt là dính găng. Hồi luôn đã. Rất là ngon. Quá sướng. Cái tô đầu mình quên dắt chanh, ăn nó không có cảm giác bằng mấy tô sau mình dắt chanh thế này. Rồi mình dắt luôn hết rồi. Hồi quá cháu nóng sức hồi. Em ơi, nhà có khăn lạnh không em? À, cho anh xin cái đi em. Lạnh quá nữa. Khăn giấy của em để đây hết luôn rồi. Nóng, ăn cháo nóng rất là giữa trưa nữa, nóng tóc mồ hôi. Được rồi em ơi, vậy được rồi. Chắc này mình được ăn, chắc này là tầm 1 giờ trưa. Nóng quá.
cháo này cái lấy mình ăn cháo mà không cần uống nước, tại nó nóng quá, mình uống nước vô cho nó đỡ nóng. À, cháu của dịch em gái là làm ăn ăn phải nói là ăn ngon, mình ăn cái lượng sức của mình ăn hôm nay là 7 tô chứ là 4 cái đùi mà như còn ngon còn muốn ăn nữa nhưng mà no. Sao em no mà muốn ăn nữa rất ngon. Có ba chị đồng hoặc các bạn ở khu vực Cầu Quan này ghé ủng hộ em đó. Em bán tô cháo như tiền nãy em nói quên rồi em. À một phần à. À một tô với dưa gỏi là 25.000. Rất là rẻ. Rồi, cảm ơn cô bác chị các bạn đã dành thời gian quý báu xem clip và đăng ký kênh của Sơn. Thì Sơn cũng không quên kính chúc cô bác anh chị các bạn được thật nhiều sức khỏe. Chào, bye bye.